Rồi, là đô trưởng nào? Đô trưởng là Son Domi. Ngón 5, ngón 3 và ngón 1. Son Domi đó. Son Domi, đúng rồi. Cái sửa cái tay này lại này. Rồi, La Thứ là La Domi, đúng rồi. Ngón 4, ngón 2, ngón 1. Rồi, Son trưởng nào? Son Si Re Re 531. Son Si Re 531. Đúng rồi. Rồi, pha trưởng nào? La Fa Do. Ngón 4. La Do, xin lỗi, La Do, La Do Fa. Ok. La Thứ La Do Mi. Để im vậy, lui lại thôi. La Do Mi, lui ngón này lại. Bây giờ đây này. Đó. Bây giờ không có gãy ngón. Ok không?